tu học pháp môn Tịnh Tông quan trọng nhất chính là niệm Phật. Cho nên Tam Bối Vãng Sanh dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Ở phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân trong này cũng không ngoại lệ, nhất tâm xưng niệm quan trọng hơn bất cứ điều gì. Câu này thực tế là quan niệm quan trọng nhất của người tu hành. Chúng ta đích thực hy vọng liễu sanh tử, xuất tam giới. Đối với lục đạo luân hồi, thật sự không còn tham luyến, không còn vướng mắc. Thái độ này vãng sanh rất dễ dàng. Thật là vạn người tu, vạn người vãng sanh. Phàm là người niệm Phật mà không thể vãng sanh, chính là vấn đề ở câu này. Họ đối với thế gian này còn lưu luyến, không đành buông bỏ. Cho nên niệm Phật dù có tốt đến đâu, thậm chí cũng phát tâm đại thừa, tu lục ba la mật, tu phổ hiền thập nguyện, sau cùng cũng đến cõi trời, cõi người để hưởng phước. Trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Nói cách khác, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chúng ta không gặp được, không gặp được thì không nên đi tìm. Đi tìm là sai, đó gọi là ban duyên. Gặp được rồi chúng ta làm, gọi đó là tùy duyên. Tùy duyên tâm chúng ta là định, tâm phàm duyên thì không tốt, tâm đó là loạn. Ngày nay Phật Pháp suy yếu, suy ở đâu? Nói được mà không làm được. Nói rất hay, nhưng làm lại là việc khác. Vì mọi người biết được quý vị không xứng đáng, như vậy thì người ta sẽ không tin. Cho nên nhất định trước phải thân hành, sau đó mới ngôn giáo. Nếu không làm được, không thể lấy được niềm tin ở người, người ta đối với quý vị không sanh khởi được lòng tin. Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Nho giáo cũng coi trọng làm trước nói sau. Những gì tôi nói tôi đã làm được từ lâu. Đây mới thực sự giáo hóa chúng sanh. Phương pháp niệm Phật thì nên dùng cách của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư gần nhất của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Những gì Ngài dạy đương nhiên thích hợp nhất đối với căn tánh của người hiện tại. Ngài niệm Phật không cần chuỗi. Niệm Phật quan trọng nhất. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Công phu này rất đắc lực. Hiện nay khó khăn nhất của chúng ta là không cách nào nhiếp tâm được, do vọng niệm quá nhiều, không thu nhiếp được. Niệm như vậy thì công phu không đắc lực. Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta phương pháp nhiếp tâm. Phật hiệu sanh khởi từ tâm, niệm ra từ miệng, niệm một cách rõ ràng, không nên niệm nhanh,
mà niệm từng chữ từng chữ. Niệm sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm bốn chữ: A Di Đà Phật. Niệm chậm một chút, niệm một cách rõ ràng, mỗi chữ đều rõ ràng. Tai nghe, nghe mình niệm Phật hiệu, nghe một cách rõ ràng. Còn một điều nữa là nhớ một cách rõ ràng. Là tôi niệm câu Phật hiệu này là câu thứ mấy? Nhớ không cần dùng chữ số, chỉ dùng tâm để nhớ. Nhớ một cách rõ ràng, chỉ nhớ từ câu thứ nhất đến câu thứ 10. Đến câu thứ 10 lại từ câu 1 đến câu 10. Niệm bao nhiêu không cần để ý, chỉ biết 10 câu như vậy. Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu? Quý vị thử nghĩ xem, rất nhiếp tâm. Vì sao vậy? Chỉ cần vọng niệm khởi lên là sai. Sai thì không tính, phải niệm lại từ đầu. Thông thường người ta niệm khoảng một tuần lễ sẽ không sai nữa. Vọng niệm không xen vào được. Nếu người vọng niệm quá nhiều, Ấn Quang Đại Sư dạy đem 10 câu này chia thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất từ 1 đến 5. Đoạn thứ hai không thể từ 1 đến 5 nữa. Nếu từ 1 đến 5 như vậy không gọi là 10 niệm mà là 5 niệm. Đoạn thứ hai là từ 6 đến 10. Thật rõ ràng. Thực tế nói, tâm định thì chuyên niệm không khó khăn. Nếu 5 câu cũng niệm không được, cũng có tạp niệm, thì quý vị nên dùng 3-4. Nhớ bằng cách này: câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu, câu thứ bảy, câu thứ tám, câu thứ chín, thứ 10. Dùng phương pháp này, dần dần khi đã thuần thục, có thể từ 1 đến 10 đều rõ ràng. Không nên nhớ nhiều, không nên nhớ đến 20, 30, như vậy sẽ rất khó. Chỉ cần nhớ từ 1 đến 10, có thời gian là niệm. Niệm ra tiếng cũng được, niệm nhỏ, niệm to đều được, không ra tiếng cũng được. Khi người đông không phương tiện, tôi chỉ mặc niệm trong lòng. Khi mặc niệm trong lòng thì cũng giống nhau. Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, ba điều phải rõ ràng. Như vậy và cứ thế mà niệm. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đã nói, ông ta dùng phương pháp này dùng được 4 tháng, hơn 100 ngày. Mỗi ngày niệm 4 tiếng, niệm đến pháp hỷ sung mãn. Trước đó niệm Phật tạp niệm rất nhiều, nên cảm thấy rất khổ não, vọng niệm quá nhiều. Khi dùng phương pháp này thì vọng niệm ít lại, hầu như không có vọng niệm. Thế nên dùng phương pháp này rất dễ nhiếp tâm. Mấy ngày đầu khó khăn một chút, vì mới nên chưa thuần thục. Niệm khoảng 3 ngày, 5 ngày, nó đã đi vào quỹ đạo, rất nhanh, rất dễ vào quỹ đạo. Nhất hướng chuyên niệm, câu này vô cùng quan trọng. Lý sự đều nói một cách viên mãn, khiến cho chúng ta đọc rồi, nghe rồi, thâm tính không nghi. Như vậy mới sanh khởi tinh thật nguyện thiết, chỉ cầu thế giới cực lạc, ngoài ra đều không để trong lòng. Trước đây khi chúng tôi còn trẻ, theo học tịnh độ với thầy Lý ở Đài Trung, thầy thường khuyên chúng tôi nên thay đổi tâm. Đổi tâm như thế nào? Hiện nay trong tâm chúng ta vọng niệm rất nhiều, ô nhiễm rất nhiều, tất cả đều đem nó buông bỏ,
để Phật A-di-đà vào trong tâm. Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra thì cái gì cũng đều không. Điều này rất tốt. Như vậy, mỗi niệm đều tương ưng với Phật. Cổ Đức nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Thật sự tu tịnh độ, thật sự muốn đến thế giới cực lạc thì nên làm theo cách này. Như vậy là đúng. Ở thế gian này, tất cả đều tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không còn so đo tính toán, không còn phân biệt, không có ý niệm khống chế muôn sự muôn Phật, không có ý niệm chiếm hữu. Như vậy, việc cầu sanh tịnh độ của chúng ta sẽ được bảo đảm. Đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, vạn người tu, vạn người đi, không sót một người nào. Trú giả thường niệm A-di-đà Phật, thành tịnh Phật quốc, nại ức Phật, niệm Phật, vạn sanh chánh hành giả. Trong tâm chúng ta có Phật, ngày đêm không gián đoạn. Trong miệng niệm Phật, tốt nhất cũng có thể làm đến ngày đêm không gián đoạn. Nếu không thể thì như ở trước đã nói, công việc quá bận rộn, không có thời gian để niệm Phật, nhưng trong lòng có niệm. Quý vị là tâm của Phật A-di-đà đến đây để làm việc. Nhất cử nhất động đều là vì lợi ích chúng sanh. Lợi ích lớn nhất trong lợi ích chính là giúp chúng sanh giác ngộ. Phương pháp giúp chúng sanh giác ngộ có hai loại. Một là thân hành, hai là ngôn giáo. Chúng ta phải đem những gì trong kinh Phật dạy, chúng ta thật sự làm được, thật sự thực hành, khiến đại chúng trong xã hội đều nhìn thấy. Nhìn thấy họ sẽ sanh tâm hoan hỷ. Những gì trong kinh Phật nói, quý vị thật đã làm được, phải thực hành được thập thiện, phải thực hành được lục hòa, phải thực hành được tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện. Vì pháp môn này là Đức Tôn Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tu pháp môn gì? Tu pháp môn Phổ Hiền. Cho nên vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta phải thực hành mới được. Không thực hành thì không được. Không thực hành được thì không thể vãng sanh. Thật sự làm được. Bất cứ người nào nhìn thấy, đến yêu ma quỷ quái nhìn thấy cũng đều ca ngợi quý vị, đều nói quý vị là người tốt. Trên đường đạo Bồ Đề, quý vị không gặp chướng ngại, oán tâm trái chủ cũng không làm phiền quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị làm thật, tu thật, quý vị thành tựu, họ được lợi ích. Quán thân trái chủ có nhân duyên với chúng ta, chúng ta thành tựu thì đương nhiên đầu tiên sẽ độ họ. Phật không độ người vô duyên, họ có nhân duyên với chúng ta, họ biết quý vị có thành tựu liền sanh tâm hoan hỷ, không làm chướng ngại. Quý vị tu giả không tu thật, họ sẽ đến làm phiền quý vị. Hơn nữa, người tu hành chân chánh sẽ được Phật lực gia trì, sẽ được Long Thiên Hiện Thần ủng hộ tán thán.
đều là tự mình phải giác ngộ. Chúng ta thể hiện ra Đức Thế Tôn là như vậy, trước làm gương cho mọi người thấy, sau đó mới dạy họ. Người ta đến thỉnh giáo quý vị, đến thỉnh giáo quý vị tu như thế nào, quý vị có thể giải thích cho họ nghe, họ cũng thích nghe, nghe hiểu, họ sẽ thật sự hành trì. Phật tiếp dẫn chúng sanh, hóa độ chúng sanh cũng dùng phương pháp này. Ngày nay Phật pháp suy yếu, suy ở đâu? Nói được mà không làm được. Nói rất hay, nhưng làm lại là việc khác. Vì mọi người biết được quý vị không xứng đáng, như vậy thì người ta sẽ không tin. Cho nên nhất định trước phải thân hành, sau đó mới ngôn giáo. Nếu không làm được, không thể lấy được niềm tin ở người, người ta đối với quý vị không sanh khởi được lòng tin. Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Nho giáo cũng coi trọng làm trước nói sau. Những gì tôi nói tôi đã làm được từ lâu. Đây mới thực sự giáo hóa chúng sanh. Mấy ngày qua khi giảng kinh đã nhiều lần nhắc đến hóa giải xung đột. Về việc này, đối với người tu tịnh độ chúng ta mà nói rất là quan trọng, không phải là việc nhỏ. Vì sao vậy? Ở trong các kinh điển, Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạc, nói thế giới đó là một thế giới hòa bình, là một thế giới bình đẳng, là nơi mà các bậc thượng thiện tụ hội. Vậy thì nếu tâm của chúng ta không bình đẳng, giờ nào phút nào trong lòng của ta cũng mang một nỗi oán hận, vậy là nhất định chướng ngại việc giảng sanh. Người muốn giảng sanh tâm phải thanh tịnh. Việc này các đại đức xưa thường nói với chúng ta, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Hay nói cách khác, người tâm không thanh tịnh, không luận là bạn dụng công thế nào, một ngày bạn niệm 10 vạn đến 20 vạn danh Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Các đại đức xưa đã nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Cho nên chúng ta phải đem việc này xem thành việc lớn để lo liệu. Quyết định không phải là việc nhỏ. Không nên cho rằng chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thì không liên quan gì với an định xã hội, hòa bình thế giới. Chính chúng ta giảng sanh rồi thì là được. Đây gọi là kẻ tự đại. Kẻ tự đại thực tế mà nói, vì chính họ không có cách gì, không cách gì giải quyết. Muốn giải thoát thì trước tiên phải làm cho xã hội được an định, thì chính chúng ta mới chân thật có thể nắm chắc giảng sanh tịnh độ. Vì chúng ta cùng với Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Việc này quan trọng hơn bất cứ việc gì. Tôi đã hai lần tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhất là lần ở Kan Sơn, Nhật Bản. Cảm xúc rất là sâu sắc. Vấn đề này nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức độ mà không phải người thông thường có thể tưởng tượng ra được. Do đó vấn đề của ngày nay, ở trong Phật pháp nói, do vì mỗi một người đời đời kiếp kiếp
thói quen chủng tử, oán hận trong A Lại gia thức. Vào ngay lúc này thì bộc phát ra. Cho nên biến thành hiện tượng gì vậy? Chúng ta ở trong cái xã hội này, người và người cùng ở với nhau, luôn là cảm thấy không vừa mắt. Tôi nghĩ tất cả các vị đều đã có thể nghiệm này. Không luận là xem thấy người nào, không luận là xem thấy việc gì, thấy bất cứ cái gì cũng đều không vừa lòng, đều thấy không vui. Việc này do đâu thì cần phải biết. Đây là oán hận tích lũy từ vô lượng kiếp. Vậy thì rất phiền phức. Nếu như mọi người đều thật cùng bạo phát ra, vì cái thế giới này biến thành ngày tàn, mà trong các tôn giáo phương Tây đã nói ngày tàn chính là toàn thế giới bị hủy diệt, trở lại từ nguyên sơ. Bạn nói xem việc này có đáng sợ không? Vậy ta muốn hỏi, vì sao không bạo phát từ trước, phải đợi đến hôm nay mới bạo phát vậy? Luôn là phải suy xét nhiều hơn. Do nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân từ trước không bạo phát vì xã hội thế gian đó có rất nhiều người đang tu tập. Nếu không thì sớm đã bạo phát rồi, còn phải đợi đến hôm nay sao? Cái địa cầu này của chúng ta thời gian lâu rồi, những sự việc đó không còn biết được. Thế nhưng chúng ta ở trong một số ghi chép lại. Gần đây nhất có đồng tu trích ra tin tức từ trên Internet, nói có một cậu bé 7 tuổi. Không biết là các vị có biết được tin tức này không? Cậu bé mới 7 tuổi, cậu ấy từ Hỏa Tinh đến, cậu ấy đầu thai đến thế giới này của chúng ta. Kiếp trước là ở Hỏa Tinh. Tuổi tác tuy là rất nhỏ, nhưng mà trí tuệ của cậu ấy, năng lực của cậu ấy, gần như học sinh nghiên cứu sinh đại học cũng không thể so sánh với cậu ấy. Cậu ấy nói ra rằng cái địa cầu này đại khái vào mấy trăm vạn năm trước đã bị hủy diệt một lần. Đại địa chìm xuống đáy biển. Cậu ấy nói nơi đó hiện giờ đang ở đâu vậy? Là Ấn Độ Dương ngày nay. Việc này ngay đến các nhà khảo cổ học chúng ta cũng không cách gì biết được. Vì sao vậy? Quá lâu xa rồi. Nhà khảo cổ học, nhà khoa học hiện đại chỉ biết 5.000 năm trước địa cầu có một tai nạn lớn. Đó chính là một mảng đại lục này chìm vào đáy biển ở Đại Tây Dương. Chìm vào đáy biển, việc này hiện tại có rất nhiều người đều biết rõ. Thế nhưng dưới đáy Ấn Độ Dương có một mảng đại lục chìm xuống, không có người biết. Việc này là gần đây cậu bé đó tiết lộ ra tin tức này. Đó chính là gì vậy? Oán khí nhiều đời cùng lúc bạo phát ra. Việc này trong Phật Pháp nói rất thông. Phật Pháp nói cảnh tùy tâm chuyển. Nếu mỗi một người đều có lòng oán hận, vậy thì rất ghê sợ. Cái thế giới này nhất định phải hủy diệt. Mỗi một người đều có tâm hoan hỷ, mỗi người đều có tâm yêu thương, mỗi người đều có tâm cảm ơn. Thế giới này chính là thế giới cực lạc. Cho nên ta bà cùng cực lạc không hề khác biệt. Thế giới cực lạc không phải do Phật A-di-đà tạo. Thế giới này của chúng ta cũng không phải do Thượng Đế tạo, cũng không phải do Du Diêm La ở nơi đó làm chủ tể. Chủ tể chân thật trên kinh Phật nói với chúng ta là do tâm của chính chúng ta. Tâm chúng ta khởi niệm thiện thì thế giới này mọi thứ đều thiện. Tất cả người đều thiện, tất cả việc đều thiện, tất cả vật đều thiện. Không có thứ nào là bất thiện, thuần tịnh, thuần thiện. Thế giới này chính là hoa tạng, chính là cực lạc. Cho nên Phật thường nói tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Người thế gian chúng ta cũng thường nói tâm nghĩ sự thành. Đây là thật. Ta nghĩ đến thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc liền hình thành. Ta nghĩ cái thế giới này an định, mọi người đều có thể đối xử bình đẳng, hòa thuận, cùng ở với nhau. Chỉ cần nghĩ đến, không nên nói leo, không cần nghĩ đến nơi khác. Một mình ta nghĩ,
chí đồng đạo hợp với ta, mọi người chúng ta cùng nghĩ. Khi người nghĩ đến nhiều rồi thì việc đó sẽ thành công. Tâm nghĩ sự thành mà. Tại vì sao không chịu nghĩ tốt chứ? Người một nhà không hòa, hiện tượng này hiện tại rất phổ biến. Vợ chồng bất hòa, có rất nhiều ông chồng bà vợ thường hay cáo trạng ở trước mặt tôi, nói nhà của họ không hòa thuận. Tôi nghe rồi gật gật đầu mỉm cười. Vì sao không hòa vậy? Việc này tôi đúng, anh ấy không đúng. Chồng nói là tôi đúng, vợ thì không đúng. Vợ thì nói tôi đúng, chồng không đúng. Đều không nhìn thấy không đúng của đối phương thì làm sao có thể hòa thuận được chứ? Cho nên tôi liền nói với họ, lúc ban đầu khi các người kết hôn thì thế nào? Có phải là nhìn thấy đối phương đều là không vừa mắt? Nếu như không vừa mắt mà nói thì sao bạn lại kết hôn chứ? Nếu bạn vĩnh viễn nghĩ đến đối phương là đúng, đối phương là tốt, khi có mâu thuẫn thì nói là tôi sai, tôi phải sửa đổi, thì nhà của bạn làm sao không hòa chứ? Gia hòa vạn sự hưng. Mãi mãi ghi nhớ cái tốt của người, vì bạn mới có thể hòa thuận, mới có thể hóa giải xung đột, mới có thể chân thật xúc tiến an định hòa bình. Cách làm của chúng ta như vậy, ta làm như vậy từ nơi nhà chúng ta, cả nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình là tế bào của tổ chức xã hội, là tổ chức cơ bản nhất. Nhà nhà đều hòa thuận thì xã hội liền hòa thuận, xã hội không có vấn đề gì, nước nhà liền giàu mạnh. Mọi người đều biết được phản tỉnh, đều biết được khuyết điểm là ở chính mình, quyết định không ở người khác. Nói người khác sai chính là sai lầm thật to lớn. Ngày nay chúng ta phạm phải sai lầm lớn chính ở ngay chỗ này. Người khác làm gì có sai lầm chứ? Cái đạo lý này không có người hiểu. Phật Bồ Tát hiểu được, chư Phật Như Lai hiểu, Pháp Thân Bồ Tát hiểu. Vì sao? Nói người khác thấy đều không có lỗi, sai ở cái chính thân này của chúng ta. Nếu các vị những năm qua chân thật nghe giảng kinh, nghe hiểu rồi thì bạn liền sẽ hiểu ra thôi, vì bạn nghe không hiểu. Mỗi ngày đều giảng, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm là cái tâm của chính mình, bên ngoài là cảnh giới, tùy theo tâm của mình mà thay đổi. Tâm bên ngoài bất thiện, do tâm ta bất thiện, ta chuyển cảnh giới thành bất thiện. Khi tâm của ta thiện rồi thì cảnh giới bên ngoài chẳng phải thiện hết rồi sao? Cho nên bạn nghĩ lại xem, sai là do đâu? Sai ở chính mình. Sai ở chính mình, do phiền não tập khí khởi hiện hành. Giới định huệ không khởi hiện tiền. Bạn xem, Phật thường giảng ở trong Đại Kinh, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trí tuệ đức tướng của chúng ta không thể hiện bày. Do tham sân si mạng, tự tư tự lợi, những thứ này khởi hiện hành thì nguy rồi. Những thứ này sẽ làm cho người xảy ra xung đột. Nếu là trí tuệ đức hạnh tướng hảo thì bạn sẽ không xảy ra xung đột với mọi người. Giới định huệ thì đâu có xảy ra xung đột với người chứ. Vì tâm của chúng ta không tốt, trong tâm của chúng ta có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có năm dục sáu trần, vì thì hỏng hết rồi. Sai lầm lớn ở chính mình. Những thứ này trong Kinh giáo Đại Thừa Phật thường nói, trong tự tánh thảy đều không có. Đại sư Huệ Năng là người khai ngộ. Bạn xem ở trong đặc kinh Ngài nói, vốn dĩ không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Trong tâm thanh tịnh của chính mình, trong chân như bổn tánh của chính mình, không hề có thứ gì trong sạch thuần khiết. Chỉ có trí tuệ, chỉ có đức tướng. Mê mất đi tự tánh của chúng ta, đem trí tuệ biến thành phiền não, đem đức năng biến thành ác cược, việc xấu nào cũng làm, đem tướng hảo biến thành thô xấu, biến thành đời ác năm trượt,
biến thành ba cõi sáu đường. Từ do đâu mà ra vậy? Do chính mình biến hóa ra, tự mình biến ra, tự mình đi hưởng thọ. Bạn còn có thể trách người khác sao? Cho nên nói sai là hoàn toàn sai ở chính mình. Chúng ta không thể không biết. Thế nhưng hiện tại mọi người đều sai, người cả thế gian đều sai. Người giác ngộ rất khổ. Người giác ngộ không thể cứu nổi thế gian. Thế nhưng người giác ngộ có thể cứu chính mình. Không cứu nổi thế gian có thể cứu chính mình. Chúng sanh mê hoặc cùng với người giác ngộ bất hòa. Người giác ngộ có thể cùng ở hòa thuận với chúng sanh mê hoặc. Vì sao vậy? Chúng sanh mê hoặc, họ đã mê rồi. Người giác ngộ không tranh với họ. Bạn muốn tiền, đưa tiền cho bạn. Bạn muốn danh, đưa danh cho bạn. Bạn muốn thứ gì thì cho bạn thứ đó. Ta không mong cầu thứ gì, ta không xảy ra xung đột. Bạn muốn tiền, tôi cũng muốn tiền. Hai người vừa tranh thì liền xảy ra xung đột. Người mê cho rằng nếu ta không tranh thì ta sẽ không được. Người giác ngộ thì hiểu rõ, ta không tranh, tiền của ta, tiền của trong mạng của ta cũng không mất đi một xu. Ở nơi đây tôi nhường cho bạn thì lại được ở nơi kia. Có được còn có thêm lời, còn nhiều hơn cái cho. Càng xả càng nhiều. Không cần chính mình phải cầu. Làm gì có chuyện đi tranh với người. Cái đạo lý cao siêu này Phật biết rõ. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta như vậy. Đáng tiếc là chúng sanh không tin. Chúng ta nhiều năm như vậy, câu nói này không biết đã nói bao nhiêu trăm lần ngàn lần. Trăm lần ngàn lần cũng không có người nghe thấu, cũng không có người chịu làm theo. Vậy thì câu nói này phải giảng ngàn lần vạn lần. Ai nghe lọt vào, ai chịu y dạy mà làm theo thì họ được lợi ích. Vẫn không tệ. Tôi giảng nhiều năm như vậy cũng không giảng uổng phí. Chỉ có số ít mấy người. Tôi được biết đại khái chỉ có 3-4 người. Họ làm theo như vậy. Họ không tranh tài. Họ có thể xả tài. Nói với tôi, thật là càng xả càng nhiều. Không luận là làm sự nghiệp gì, họ đều kiếm được tiền. Người khác lỗ vốn, còn họ thì được tiền. Họ nói lời nói này là thật, không phải giả dối. Ở nơi đây chúng ta có cư sĩ phó, là một trong những người đó. Một người trong số ít người đó. Họ đang làm thật. Họ liều mạng xả ra. Làm tài, bố thí, pháp bố thí, du ý bố thí, họ liều mạng bà làm. Ở Đài Loan cũng có 1-2 người. Không nhiều. Thực tế không nhiều. Làm hết 10 mấy năm, nói với tôi thật có hiệu nghiệm. Thật là Phật không có gạt chúng ta. Chính tôi đã học qua 50 năm rồi. Là một thí dụ rất tốt. Người thế gian hy vọng được tiền của, hy vọng được thông minh trí tuệ, hy vọng được khỏe mạnh sống lâu. Mà không chịu nghe lời của Phật thì làm sao bạn có được? Mỗi ngày tâm không bình, tâm có oán hận thì không có được. Chẳng những không có được, trong mạng của bạn có 3 thứ này, ngày ngày đang trừ bớt đi. Ngày ngày đang làm tổn hại. Ý niệm của bạn sai rồi. Sau khi tôi từ Nhật Bản trở về, nghĩ đến Lão Tử đã nói một câu. Lão Tử nói, hòa đại oán. Tức hữu dư oán an khả dĩ, di thiện. Câu nói này, nếu dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, hóa giải, xung đột sâu nặng. Sự việc này ngày nay, mỗi một người chúng ta đều có. Vì sao vậy? Gia đình bạn xung đột, vợ chồng bạn xung đột,
bạn làm thế nào hóa giải? Không chỉ ngày nay nói xã hội, quốc gia cùng quốc gia xung đột, chủng tộc cùng chủng tộc xung đột, tôn giáo cùng tôn giáo xung đột, đó là xung đột lớn. Chính bạn có oan gia đối đầu, đây là xung đột lớn. Muốn hóa giải xung đột, nhất định muốn hóa giải. Không hóa giải thì phiền phức, đời đời kiếp kiếp oan gia đối đầu, không hề ngừng dứt, đôi bên đều thống khổ, hà tất phải vậy? Trong tâm thanh tịnh của chúng ta không có xung đột, cho nên chỉ cần có xung đột thì liền chướng ngại việc giảng sanh. Khi bạn sắp giảng sanh, oan gia trái chủ tìm đến bên thân bạn, họ muốn báo thù, họ không để cho bạn giảng sanh. Việc này chính là ma chướng mà chúng ta thường nói. Hiện tại ma chướng quá nhiều. Tối hôm qua chúng ta ở cư sĩ Lâm gặp được một người từ Malaysia đến, ma dựa thân. Đây là một người bị nghiêm trọng nhất trong rất nhiều người bị ma dựa. Tôi liền khuyên họ nên hóa giải. Không hóa giải, đời đời kiếp kiếp bạn thấy đôi bên đều phải chịu khổ. Bạn dạy dò người này, ông ấy chịu khổ, ngay bản thân bạn cũng bị khổ. Thế gian hiện tại này, bao gồm cõi trời, nhân gian chúng ta đều loạn, trên trời cũng loạn. Nhân gian không dễ ở, cõi trời cũng không dễ đi. Tốt nhất vẫn là đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chân thật có thể đi được, dạng người tu dạng người được. Việc này một tí cũng không giả, đi là thật. Khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ, không chỉ là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai hãy đều khuyên chúng ta. Nếu chúng ta không tin tưởng còn có hoài nghi, đó là ngu si đến tột đỉnh. Đó chính là nhất xiển đề mà trên kinh đã nói. Nhất xiển đề chính là người không có thiện căn. Do đó chúng ta phải tiếp nhận sự khuyên bảo của tất cả chư Phật. Ngay trong một đời này, nhất định phải sanh tịnh độ. Đã là nhất định phải sanh tịnh độ rồi, cái thế gian này còn có thứ gì không thể xả bỏ chứ? Mọi thứ đều xả bỏ, không còn so đo với người nữa. Sống ở thế gian này, sống được một ngày, hoan hỷ vui vẻ với mọi người, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng sanh muốn thứ gì tất cả đều tùy thuận. Thì khi lâm chung, chúng ta mới dễ đi được. Nhất là những người trung niên trở lên, phải đem việc này xem thành một việc lớn ngay trong đời này. Khi đến 70-80 tuổi đều buông bỏ hết. Một đời này của tôi chính là làm một việc này. Tôi còn có lời dư thừa nào để nói với các vị chứ? Lời thừa là tạo khẩu nghiệp, nhất định tạo ra chướng ngại. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi nhập Niết Bàn. Người Trung Quốc chúng ta tính tuổi mụ, từ đầu đến cuối gọi là 80 tuổi, trên thực tế là 79 tuổi. Năm tới là tôi 79 tuổi rồi. Cho nên các vị chuẩn bị ở thế gian này còn rất dài. Thì trong lòng tôi đã nghĩ đến sắp phải đi rồi. Mỗi một người chúng ta đều thật có cái quan niệm này, bạn mới có thể buông bỏ, bạn mới có thể không tranh với người. Bạn muốn danh cũng tốt, đưa danh cho bạn. Muốn lợi thì đưa lợi cho bạn. Bạn muốn cái địa cầu này, tất cả đều cho bạn. Tôi đi rồi, hân hoan vui vẻ mà đi. Chúc phúc cho bạn ở nơi đây sống được tốt. Đừng tranh cãi. Tranh cãi rất khổ, rất đáng thương. Bạn xem Đại sư Ấn Quang, Ấn Tổ dạy người làm thế nào cầu sanh tịnh độ vậy? Mỗi giờ mỗi phút đem cái chữ chết dán lên trên trán, chính là nghĩ đến cái gì? Ta sắp phải chết rồi, còn cái gì để đáng tranh nữa?
cuộc đời như giấc mộng, một mảng rỗng không. Trên Kinh Bát Nhã tôi đọc 600 quyển Kinh Đại Bát Nhã, tôi có được kết luận 600 quyển Đại Bát Nhã Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng 22 năm. Một câu đó chính là tất cả pháp không sở hữu, hết thảy đều không, không thể được. Bạn chân thật thông được rồi, minh tường rồi, tâm của bạn sẽ định, không còn tranh với người nữa. Tâm định rồi thì khai trí tuệ. Việc của thế xuất thế gian bạn sẽ dễ dàng tường tận. Bạn đọc kinh bạn sẽ hiểu được. Chúng ta không những phải xả cái địa cầu này, chúng ta phải xả cả cõi dục. Xả cõi dục, xả cõi vô sắc, còn phải xả luôn 10 pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tất cả đều phải xả, rồi 10 pháp giới, chúng ta mới có thể đến được nhất chân pháp giới. Cái xả này chính là buông bỏ mà Đại sư Chương Gia dạy tôi. 10 pháp giới đều buông bỏ, chúng ta mới có thể sanh nhất chân pháp giới. Chúng sanh 10 pháp giới, vì sao không ra khỏi được 10 pháp giới vậy? Không buông bỏ được. Chúng ta gọi là không bỏ được. Chúng sanh 6 cõi không thể thoát khỏi luân hồi, chính là họ không chịu xả luân hồi, họ không chịu buông bỏ luân hồi. Đó là sai lầm. Trong pháp giới vốn dĩ không có những thứ này. Những thứ này chính là từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến hiện ra uyển tưởng, giả tướng. Không có thứ nào là chân thật. Bạn lấy giả cho là thật, cái thật thì hoàn toàn không biết được, nên gọi là kẻ đáng thương. Hiện tại, tuy là chúng ta ở trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ này, 6 cõi là cái vòng luẩn quẩn, muốn giúp chúng sanh trong vòng luẩn quẩn nhỏ thì chúng ta phải làm ra sự hy sinh cống hiến chân thật. Sự hy sinh cống hiến phải làm cách nào vậy? Y giáo phụng hành. Chúng ta làm ra tấm gương cho người làm theo. Bạn xem đời sống này của tôi sống được rất thoải mái, nhiều hạnh phúc. Nguyên nhân gì vậy? Buông bỏ được. Bạn hủy bán tôi tán thán bạn, tôi cảm kích bạn, tôi chân thật tán thán. Vì sao phải tán thán? Bạn giúp tôi tiêu nghiệp chứ. Bạn là ân nhân của tôi. Nghiệp chướng của tôi nếu không thể tiêu được, vì sao đến nơi nào để tiêu? Phải đến 3 đường ác để tiêu. Do đó 3 đường ác từ đâu mà ra vậy? Là nghiệp chướng của chính mình biến hiện ra. Ác nghiệp ác chướng của bạn tóm lại phải tiêu. Bạn không tiêu nhất định không thể kiến tánh. Bạn lập việc tốt đến 3 đường thiện, 3 đường thiện cho bạn tiêu phước. Phước cũng phải tiêu hết, ác cũng phải tiêu hết. 6 cõi không gì khác tiêu nghiệp mà thôi. Nghiệp thiện thì đến 3 đường thiện để tiêu nghiệp thiện, 3 đường ác tiêu ác nghiệp. Sự việc chính là như vậy. Tự làm tự chịu, nhất định phải biết. Ngay trong tâm thanh tịnh, không có ác, cũng không có thiện. Thiện ác hai bên đều không có, gọi đó là chân thiện. Ở trên kinh Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đó là thiện ác hai bên đều không có. Đây là chân thiện. Giản nhất không nên hiểu sai. Thiện ác là tương đối, đó là cõi dục. Trong 6 cõi luân hồi là thiện ác tương đối. Khi là Phật Bồ Tát rồi, cái thiện đó là thuần thiện. Thiện ác hai bên đều buông bỏ, vậy mới gọi là chân thiện. Ở trong này chúng sanh mê, mê đã quá lâu rồi. Vì không có người dạy, cho nên ngày nay chúng ta lo lắng, chính là người hoằng pháp quá ít. Người hoằng pháp vì sao ít vậy? Vì người tu hành quá ít. Người hoằng pháp phải thật tu, không phải thật tu chỉ học một ít kinh giáo thì không được. Chính mình không thể làm được, thì làm sao bạn có thể dạy người? Bạn chính mình phải chân thật làm được, bạn mới có thể dạy người.
giáo hóa chúng sanh, thân phận xuất gia tại gia là như nhau, là bình đẳng. Năm xưa Thế Tôn còn ở đời đã thị hiện cho chúng ta xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó xuất thế có hai vị Phật đồng thời ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện Phật xuất gia, cư sĩ Duy Ma thì hiện Phật tại gia. Hai người này địa vị là bình đẳng, không hề khác biệt. Nói rõ tại gia xuất gia thành Phật như nhau, tại gia xuất gia hoằng pháp lợi sanh như nhau, phổ độ chúng sanh. Các vị xem kinh Duy Ma Cật, đệ tử lớn của Thế Tôn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp nhìn thấy cư sĩ Duy Ma đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh phía hữu ba lần. Đó gọi là sự hy sinh cống hiến, làm để cho chúng ta xem chúng ta mê hoặc điên đảo, chúng ta có phân biệt có chấp trước. Khi giờ xuất gia mặc quần áo vào thì liền xem thường người tại gia là sai. Bạn xem thấy Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Diếp Tôn giả làm ra cho chúng ta xem. Cho nên người xuất gia hiện tại tạo tội nghiệp nặng hơn từ trước, tu hành không bằng người tại gia. Nguyên nhân là do đâu? Họ không hiểu được đạo lý này, cho rằng khi vừa mặc đồ này vào thì là trên người rồi, hơn tất cả, không có người nào có thể so sánh được với ta. Tâm ngạo mạn đã sanh ra rồi, tội nghiệp này sẽ rất nặng, chứng đạo của họ. Phật pháp là bình đẳng, bạn xem trên kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu bạn không thể bình đẳng với người vậy là sai rồi. Cho nên chúng ta cảm tạ Phật Bồ Tát đã thị hiện ra tấm gương như vậy để chúng ta xem thấy, trong lòng hiểu rõ. Các đồng tu nghe kinh, nghe được nhiều rồi đều biết được, không tu hành phổ hiền không thể viên thành Phật đạo. Hành phổ hiền thực tế mà nói, chúng ta căn bản không cách gì tu học được. Nó có 10 khóa mục. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chư Phật đó chính là tất cả chúng sanh. Chư Phật đó là nói cái gì? Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh. Bạn xem thấy mỗi kiến đều là Phật, bạn có thể làm được hay không? Việc này mà bạn không thể làm được thì lễ kính chư Phật bạn không cách gì tu được. Chỉ trừ riêng ta ra là một phàm phu, tất cả đều là Phật, tình dữ vô tình đều là Phật, bạn mới có thể tu hành phổ hiền. Ta thấy cái này không vừa mắt, xem thấy cái kia khó chịu, thì bạn làm sao có thể thành tựu? Thanh tịnh bình đẳng giác của bạn làm sao có thể hiện tiền? Hành phổ hiền chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn tu hành phổ hiền, trong nhà bạn còn có thể bất hòa sao? Không hề có đạo lý này. Tại vì sao vậy? Bạn xem thấy, người nhà của bạn đều là Phật, đều là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu, nghiêm cung kính cận đối với họ, quan kết gì cũng đều được hóa giải. Bạn cảm thấy mình được, người khác không được, xem thường người ta, xung đột do vậy mà phát sinh. Cho nên hành phổ hiền, đó thật là Lão Tử đã nói, hòa đại oán tất hữu dư oán, tu hành phổ hiền thì dư oán không còn. Quan kết đó triệt để hóa giải rồi. Đây gọi là lễ kính, cung kính tất cả. Thường ngày chúng ta bái sám đều có, mở quyển sám văn ra, tất cả cung kính. Bạn chỉ biết niệm, niệm thế nào vậy? Gọi là tự gạt mình gạt người. Vì bạn không làm được, bạn còn nhìn thấy cái này không vừa mắt, thấy cái kia không vừa mắt, nói cung kính tất cả, đó không phải gạt Phật Bồ Tát sao? Trên gạt Phật Bồ Tát, dưới gạt tất cả chúng sanh, ở ngay đây là gạt chính mình. Làm gì có công đức chứ? Sám hối như vậy có được hiệu quả gì? Không hề có, không bằng niệm A-di-đà Phật.
Tâm của bạn không chuyển đổi được, căn bản là bạn không thể làm được. Xưng tán Như Lai, bạn có phải xưng tán đối với tất cả chúng sanh không? Chư Phật cùng Như Lai là có suy xét. Chư Phật là từ trên tướng mà nói, nhất định không có phân biệt. Cho dù họ là thiện là ác, đều bình đẳng lễ kính, cung kính. Xưng tán Như Lai thì sao? Thì có khác biệt. Như Lai là từ nơi tánh mà nói, đó chính là nói tương ưng với tánh đức là thiện, phải xưng tán. Không tương ưng với tánh đức là bất thiện. Bất thiện thì thế nào? Bất thiện thì không nói, nhất định không hủy bán. Không hủy bán cũng không tán thán. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật. Bạn có tạo ác lớn hơn, Ngài cũng không nói một câu. Bạn tạo một việc thiện rất nhỏ, Ngài tán thán bạn. Vậy chúng ta làm được hay không? Mỗi ngày tụng nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, bằng tụng mỗi ngày. Cho nên tôi thường hay cảm thán rằng ngày ngày đang gạt Phật Bồ Tát. Bạn xem thời khóa sớm tối, sáng sớm gạt một lần, buổi tối lại gạt tiếp lần nữa, còn cho rằng thời khóa của mình làm rất tốt, không thiếu thời nào. Không sai, mỗi ngày đều gạt, không thiếu một thời. Có phải đang làm cái việc như vậy không? Bạn có công đức gì chứ? Cho nên phiền não của bạn một ngày một nhiều hơn, năm sau nhiều hơn năm trước. Trí tuệ không khai mở, ngu si mỗi năm mỗi nhiều hơn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Do đó, lão cư sĩ Hạ Liên dạy chúng ta, cái việc này không gì khác hơn, chỉ một câu nói, thật làm. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì ta làm như thế đó, không nên quản việc người. Người khác có làm hay không làm không liên quan với ta. Người khác là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nếu ta giống như người khác, vậy chẳng phải tiếp tục tạo nghiệp luân hồi, tiếp tục hướng vào ba đường ác mà đi. Vậy thì sai rồi. Chúng ta nhất định phải y theo giáo huấn của kinh luật. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Bắt đầu từ đâu vậy? Từ tam phước, sáu phép hòa, mười nghiệp thiện mà làm. Đây là căn bản nhất. Nếu việc này không làm được mà nói, thì các thứ khác không cần phải nói. Tuổi tác lớn rồi, già rồi, già rồi chính mình suy xét lại xem có làm được hay chưa. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, có làm được không? Không làm được thì vẫn phải học. Sống đến già, học đến già, học không hết, phải nỗ lực mà học. Vì vậy phải bắt đầu từ gia đình. Người học Phật là người mô phạm cho người, làm người tốt cho người xem. Nhà là mô phạm cho tất cả gia đình, là một gia đình tốt nhất trong tất cả gia đình trên thế giới. Ta học Phật mà không cảm hóa được người cả nhà thì việc học Phật của ta không thành công. Ngay trong một đời này của tôi đều là gửi nơi nhà người. Chính mình không có đạo tràng, đều là ở nơi của người khác. Ở nơi của người khác thì phải nghe lời của người khác. Người khác không thể nghe tôi, mà tôi phải nghe người khác. Học hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Sau khi rời khỏi Singapore, hiện tại ở Tuwenpore, Âu Châu, xây dựng một đạo tràng. Là một đạo tràng nhỏ. Trong đó cũng đã ở 30-40 người. Hiện tại tôi đang dạy cho họ, khuyên họ phải đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng ở với nhau. Nếu như họ không hòa thì sao? Thì đạo tràng đó tặng cho họ, tôi tự mình đi tìm một nơi khác. Vì sao vậy? Tôi cùng ở chung với mọi người họ, họ không chịu hòa, vì chính là giáo học của tôi bị thất bại triệt để. Tôi còn mặt mũi nào xuất hiện ở nơi đó nữa chứ? Không mặt mũi nào.
đặt cho họ nơi đó. Đó là tôi báo ân của Phật Tổ, báo ân của quán trưởng hàng. Bởi vì những người này là quán trưởng hàng nhận vào, không phải tôi nhận. Sau khi bà giảng sanh, những người này không có chỗ để đi, tôi phải cho họ được an ổn. Giao phó rồi, các vị chính mình phải cố gắng mà trải qua. Tôi sẽ tìm một chòi tranh nhỏ, chân thật chí đồng đạo hợp, ba người cũng tốt, năm người cũng tốt, cuối đời chúng ta cùng nhau tu học. Cho nên tôi rất mong muốn áp dụng giáo huấn của Đại sư Ấn Quang. Ấn Tổ nói ở vào thời đại này, đạo tràng phải nhỏ, người ở nhiều nhất không vượt quá 20 người, không hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sáng Phật sự, chỉ là mọi người cùng ở với nhau chăm chỉ niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Tôi chỉ muốn có một đạo tràng nhỏ như vậy. Chúng ta ở từ 3 đến 5 người là đủ rồi. Có bao nhiêu người không thể vượt quá 20 người. Duyên phận, người chân thật có duyên, chân thật có thể buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, chúng ta có thể cùng tu học với nhau. Tôi đến cái thế gian này, nhiệm vụ chân chánh là giảng kinh, đem kinh điển giảng rõ ràng, giảng tường tận, giới thiệu đến mọi người. Cho nên việc giảng kinh của tôi không thể gián đoạn. Tôi muốn là một chòi tranh nhỏ, một tịnh xá nhỏ, trong đó tôi có một phòng tu hình. Hiện tại thể lực của tôi mỗi ngày giảng 4 giờ vẫn được, vẫn không có vấn đề gì. Tôi sẽ tiếp tục giảng. Cái đạo tràng nhỏ này đương nhiên sẽ không có đường truyền quốc tế, sẽ không có truyền hình vệ tinh. Tôi chỉ cần có thiết bị ghi lại những gì đã giảng. Tôi đem những đĩa này giao cho nơi đây cũng được, giao cho đài truyền hình Hoa Tạng để cho họ trình chiếu ra. Vì việc này không thể gián đoạn. Đây là tôi báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Tu hành là việc của chính mình. Hiện tại phải nỗ lực, không thể giải đãi. Khi giải đãi thì việc giảng sanh bị chướng ngại. Cho nên việc gì đều phải thật làm. Sau khi tôi từ Nhật Bản trở về, đã viết ra bức này. Bức này cũng đã in rất nhiều, đại khái khoảng 2 ngày in xong sẽ tặng đến mọi người. In sẽ đẹp hơn bức này, là bức lớn, bức này nhỏ. Đây là tôi tặng cho những người đồng chí hướng làm công tác hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tặng đến cho họ. Trong đây đều là lời của người sư nói. Đoạn thứ nhất nói: đồ tri hòa kỳ đại oán, nhi bất tỉnh kỳ đại oán chi sở do hưng. Câu này nói là chúng ta chỉ biết hóa giải tranh chấp to lớn, xung đột to lớn, không biết được cội gốc tranh chấp xung đột ở nơi đâu. Cho nên tuy hòa chi dĩ chí công, nhi bất biện hữu dư oán, là bạn dùng điều rất công bình, rất công chánh để hòa giải. Thế nhưng trong lòng của hai bên vẫn còn oán hận. Trên mặt đã hóa giải rồi, trong lòng vẫn còn oán hận, thì việc này sẽ khó. Oán, cái oán hận của chúng ta sinh ra cho đâu vậy? Sinh ra ở tình chấp, cảm tình chấp trước. Tình chấp từ do đâu mà ra vậy? Do mê mất đi bổn tánh. Trong bổn tánh không có tình chấp, mê mất đi bổn tánh mới sanh tình chấp. Cái tình này chính là phân biệt. Chấp chính là chấp trước. Việc này trong Kinh Giáo Đại Thừa chính là tám thức 51 tâm sở. Tám thức, bạn xem thấy, A Lại Da là khởi tâm động niệm, Mạt Đa là chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt, đó là tình chấp. Sau khi mê mất đi tự tánh,
đem tự tánh biến thành tám thức, đó gọi là tình chấp. Trong A Lại Gia là gồm chứa từ vô lượng kiếp đến nay kết thành chủng tử. Vì vậy cái dư oán này không thể hóa giải. Tự tánh vốn không mê vọng, làm gì có oán kết chứ. Cho nên muốn chân thật hóa giải oán kết, mỗi một người đều phải có thể tu đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Vậy thì không còn gì nữa. Đến một cảnh giới nào? Cảnh giới nó chính là báo độ của chư Phật. Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật. Không phải thật báo trang nghiêm độ, cái vấn đề này không thể giải quyết. Đây gọi là giải quyết triệt để, cứu cánh viên mãn. Việc này tương đối khó. Còn có phương pháp khác, đó chính là mang nghiệp giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái vấn đề này cũng là giải quyết cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta xem thấy câu nói này của Lão Tử, đây là chú giải của Đại Đức xưa. Chúng ta liền biết, ngay trong một đời này không sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì rất khủng khiếp. Vì sao vậy? Cái tình kết này trong A Lại giải thức không thể khai mở. Bạn xung đột với tất cả chúng sanh ở thế gian này, phiền phức rất lớn, đời đời kiếp kiếp khổ không nói ra lời. Ta có thể đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi đi rồi ta sẽ trở lại, thừa nguyện tái lai, ta sẽ giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Khổ nạn gì vậy? Chính là tình kết mê đã quá nặng, là gốc của khổ nạn. Ta đến giúp đỡ cho họ, ta đến làm người hòa giải. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở mười pháp giới không gì khác hơn làm người hòa giải mà thôi. Các ngài đến chính là làm cái việc này, chính là đến để hòa giải cho ta. Cho nên cái đoạn thứ nhất này nói được rất hay, ý tứ sâu sắc vô cùng. Chỉ biết được là chúng ta học Phật không có thành tựu thì nhất định không thể giải quyết được vấn đề. Đó là đối với chính mình không thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Phía sau đây chính là nói thánh nhân của thời xưa, thái độ đối nhân xử thế của các ngài. Vua Thang, Thương Thang đều là bậc thánh nhân. Vua Thang nói: vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Người trong thiên hạ có tội, tội do đâu vậy? Tội ở một mình ta. Vì sao ông phải nói như vậy? Bởi vì ông là quốc vương. Nhân dân có tội vì quốc vương không dạy cho tốt. Bạn hiểu được cái ý như vậy? Cái ý này nếu bạn có thể thể hội được, quay đầu lại nhìn lại gia đình chính mình, trong gia đình của ta mỗi một người không được tốt thì ta có tội. Vì sao vậy? Vì ta không dạy tốt. Bạn không thể trách cha mẹ, không thể trách anh em chị em, cũng không thể trách cha mẹ. Bạn giác ngộ rồi, bạn không thể cảm hóa được người cả nhà thì bạn có tội. Tội ở chính mình. Thánh nhân không giống như người thông thường. Người thông thường tội là ở người khác, cái gì tốt đều là ta. Cái này là đại tội, không có tội nào nặng hơn tội này. Là Du Thang đã nói. Người lãnh đạo bất cứ một đoàn thể nào, cái đoàn thể này không tốt thì người lãnh đạo có tội. Bạn không làm cho tốt, trách nhiệm của người lãnh đạo có ba chữ: quân, thân, sư. Chỉ cần họ đem ba chữ này làm cho tốt, công đức của họ vô lượng. Quân là gì? Bạn lãnh đạo, bạn đến kế hoạch, đến dẫn dắt. Thân là cái gì? Thân chính là làm cha mẹ. Bạn phải nuôi dưỡng họ, bạn lãnh đạo họ, bạn phải nuôi dưỡng họ, bạn phải làm cho đời sống của họ trải qua được tốt. Thứ ba là sư. Sư là thầy giáo, bạn phải dạy họ. Nếu như bạn không dạy tốt, bạn không thể giải quyết vấn đề đời sống của họ, bạn lãnh đạo quá dở, tội lỗi của bạn sẽ rất nặng. Cho nên lời nói của Du Thang rất có đạo lý. Người lãnh đạo các cấp trong xã hội nên hiểu cái ý này. Ngoài ra một câu Trang Tử nói, Trang Tử là dân thường. Ông nói: dĩ đắc di tại nhân, dĩ thất di tại kỷ. Hai câu nói này chính là tôi đã nói trong hội nghị ở Cang Sơn.
Nếu chúng ta làm công tác hòa bình, phải chuyển đổi quan niệm. Người khác đều là đúng, được ở người. Người khác đều là đúng. Thất là lỗi lầm, là chính mình. Tôi nói người khác sai cũng là đúng. Ta đúng rồi cũng là sai. Những người đó sau khi nghe rồi rất cảm khái, điều đó là thật quá khó. Tôi nói quá khó, chúng ta cũng phải làm. Đây chính là chúng ta đối với toàn thế giới an định hòa bình mà làm ra sự cống hiến. Chúng ta không thể làm được như vậy. Chúng ta chỉ là nói trên miệng, ở đó kêu gọi hòa bình, kêu gọi an định. Hòa bình an định không thể được thực hiện. Phải từ nơi người làm công tác hòa bình, nhất định phải có tâm trạng này. Người khác đều là đúng, ta là sai. Ta đúng rồi cũng là sai. Người khác sai rồi cũng là đúng. Trung Quốc có một thánh nhân là vua Thuấn. Thuấn đã làm được. Vua Thuấn nhìn thấy mọi người đều là đúng, chính mình là sai. Cho nên mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày thay đổi, mỗi ngày tự làm mới, trở thành đại thánh nhân. Sau cùng, mọi người chúng ta cùng đồng khích lệ lẫn nhau. Người xưa nói, nhiên ác thánh nhân, thường thọ thiên hạ chi trách. Bạn là một người tốt, bạn học thánh hiền, đi con đường chánh pháp. Người đố kỵ bạn nhiều, người hủy báng bạn nhiều, người nhục mạ bạn nhiều, bạn phải chịu sự trách cứ của thiên hạ. Thế nhưng chính mình thì sao? Chính mình nhất định không có tí gì oán hận trách cứ đối với người khác. Do đó, oán của họ, oán vô lượng kiếp, họ có thể hóa giải. Họ có thể làm đến được không oán. Cho nên tôi khuyên mọi người, chúng ta nên học vua Thuấn, phải học đại Thuấn. Học đại Thuấn mới tốt. Vì vậy tôi đã viết mấy chữ này thân tặng đến các vị đó, để cho họ là những người từ nơi công tác hòa bình thế giới cùng đồng khích lệ. Sau khi viết rồi, bức này cũng dễ đọc. Tôi đem nó đến Hàng Châu. Đó là một công xưởng làm quạt. Tôi muốn làm 2000 cây quạt này làm lễ vật tặng người. Bởi vì thứ này nếu như bạn đeo nó trong nhà sẽ không thường xem. Cây quạt cầm trên tay, họ sẽ có thể xem thấy được. Vì vậy mặt này là viết chữ, mặt kia là người ta vẽ tranh. Tôi thì khắc một số ấn chương. Ý nghĩa trong những ấn chương này cùng với những ý đã nói hoàn toàn giống nhau. Cho nên cây quạt hay mặt này, tôi dùng nó để làm lễ vật. Hàng đẹp giá rẻ. Ở Hàng Châu làm cái quạt này là 25 đồng nhân dân tệ. Tôi dùng cái này làm lễ vật. Tôi nghĩ rất thích hợp. Một người tặng một cái quạt, và cũng có in thành từng miếng, có thể để nó vào khung kiến treo ở trong nhà. Còn cái quạt thì mỗi ngày cầm trên tay, đem oán khí của chúng ta quạt đi hết. Tốt rồi, bây giờ thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.